trở về giai đoạn uptrend những năm 2020-2021, thì Solana được đánh giá là một blockchain có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, đạt mức tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ và có nhiều khả năng sẽ vượt mặt đế chế Binance. Tuy nhiên, Solana thật sự đã làm nhiều người mất dần đi niềm tin của mình khi liên tục có những vấn đề về tính ổn định mạng lưới, khiến blockchain này luôn có những sự cố buộc phải dừng hoạt động trong khoảng thời gian gần đây. Và sự sụp đổ của FTX cùng Alameda Research dường như đang dần trở thành giọt nước tràn ly, khiến nhiều nhà đầu tư đang dần quay lưng với hệ sinh thái này. Vậy sau sự sụp đổ của FTX cùng Alameda Research, Solana đã chết hay chưa? Và liệu rằng hệ sinh thái này có thể vực dậy và thoát khỏi khủng hoảng hiện tại hay không? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Alameda Research được cho là một trong những tổ chức lớn đầu tiên đầu tư vào Solana trong giai đoạn mới được hình thành, sau khi nền tảng blockchain này thông báo đã huy động được hơn 300 triệu đô la từ nhiều nhà đầu tư khác nhau trong năm 2021. Và theo như báo cáo của Coindesk về bảng cân đối kế toán của Alameda, công ty này đã nắm giữ khoảng 1,2 tỷ đô token SOL tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Và trước khi vướng vào nhiều vụ bê bối, Sam Bankman-Fried, cựu CEO của FTX, vẫn liên tục làm việc với đội ngũ của Solana. Và thậm chí tên tuổi của Sam dường như gắn liền với hệ sinh thái này. Lần hoạt động cuối cùng được cho là vào tháng 3 năm 2022, khi mà FTX hợp tác cùng với CoinShares để phát triển một sản phẩm giao dịch giúp chia lợi nhuận cho những người đã stake SOL trong mạng lưới. Và hơn thế nữa, uy tín của Solana dường như gắn liền với Alameda Research khi truyền thông nhiều lần đã dùng hình ảnh của quỹ đầu tư lẫn những hình ảnh của Sam Bankman-Fried để đảm bảo cho độ uy tín của dự án này. Và đến ngày 13 tháng 12, nhiều tờ báo đưa tin rằng Sam Bankman-Fried đã bị chính quyền Bahamian bắt giữ. Và chính vì mối liên hệ trên, khi mà hai tổ chức này sụp đổ, nhiều người đã cho rằng Solana sẽ phải chịu những cú sốc vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù chưa rõ về mức độ sụt giảm trong tháng qua là do Alameda hay do sự hoảng sợ của trader, thế nhưng giá của SOL đã giảm mạnh từ khoảng 35 đô la xuống mức thấp nhất là 11 đô la trong tuần sau sự khủng hoảng kể trên. Và SOL được cho là một trong những token có mức tăng trưởng tốt nhất trong năm 2021, thế nhưng hiện giờ đã giảm đến hơn 95% từ đỉnh. Sự sụt giảm này không những làm lung lay niềm tin của những người ủng hộ dự án, mà còn tác động tiêu cực, ảnh hưởng dây chuyền lên toàn bộ mảnh ghép cơ sở hạ tầng liên quan đến hệ sinh thái này, và nó khiến cho hàng loạt những lender của hệ sinh thái này dính nợ xấu. Và nếu đến điểm thanh lý, có thể gây nên những đợt panic sell vô cùng khủng khiếp, bởi các layer 1 nổi bật đa phần đều có một tác động không nhỏ đối với thị trường, do những dự án này sở hữu vốn hóa to, liên kết với nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau, chiếm phần lớn trong portfolio của những tổ chức đầu tư lớn và được vận hành bởi các node với lượng staking khổng lồ. Sau khi FTX sập, Solana được chứng kiến một cú tháo chạy lớn nhất trong việc staking, và chỉ trong vòng 9 epoch. Epoch được hiểu là một đơn vị thời gian quy ước từ trước được tính theo số lượng block đã xử lý trong mạng lưới của Solana. Đã có đến 54,6 triệu SOL bị unstake dòng và khiến tổng số SOL được stake giảm đến 13,2% và chiếm đến khoảng 15% nguồn cung đang lưu hành của SOL. Lượng SOL được unstake có thể còn lớn hơn nữa nếu không có quyết định của Solana Foundation về việc hoãn kế hoạch unstake 28,5 triệu SOL tại thời điểm cuối Epoch 370. Theo sự thay đổi điều khoản của nhà cung cấp dịch vụ Cloud là Hessner, và việc bị rút lượng lớn staking trong một thời gian ngắn không chỉ gây hậu quả và ảnh hưởng về thanh khoản, mà nó còn gây nên những ảnh hưởng tiêu cực mạnh mẽ đến an toàn của mạng lưới. Thanh khoản trên Solana cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. DeFi Total Value Locked trên Solana giảm đến hơn 72%, từ 1 tỷ đô la về mức thấp nhất là 278 triệu đô. Và có một sự thật là những loại tài sản gửi vào trong giao thức DeFi rất dễ bị biến động, nên sự sụt giảm này có thể đến từ nhiều yếu tố khác nhau chứ không nhất thiết từ việc user đang rút tiền hoặc token bị ra khỏi hệ sinh thái. Tuy nhiên, khi đánh giá Total Value Locked hệ sinh thái theo đồng SOL, chúng ta lại có một câu chuyện hoàn toàn khác. Việc giảm một số lượng lớn SOL trong Total Value Locked đã chỉ ra rằng không chỉ đơn thuần USD giảm, mà do người dùng đã rút phần lớn tài sản là token SOL ra khỏi những giao thức DeFi. Và hơn thế nữa, stablecoin trên Solana cũng sụt giảm liên tục trong những ngày qua. Nguyên nhân cũng một phần được cho là đến từ việc đổi chain của Tether khi họ đã chuyển 1 tỷ USDT từ Solana sang Ethereum vào ngày 18 tháng 11 vừa qua. Nhiều giao thức DeFi đã phải chịu đựng sự khủng hoảng lây lan từ FTX, và trong số đó đáng kể nhất là Serum, một dự án DEX được dựa trên Orderbook với token quản trị là SRM. Đây là token có thiết kế theo kiểu market cap thấp nhất trong khi FDV cao, cho phép những công ty thực hiện những khoản vay dựa trên token với mức định giá được nhân lên so với gốc. Và dù trước đó thì SRM đã giảm hơn 69% trong tháng vừa qua, thế nhưng FDV của nó vẫn ở mức khổng lồ, lên đến 2,4 tỷ đô. Là một trong những dự án cốt lõi trong DeFi Solana, tuy nhiên, contract của Serum lại được kiểm soát bởi các admin case do FTX nắm giữ. Và điều này có nghĩa rằng
FTX sẽ chiếm toàn quyền nâng cấp giao thức và kiểm soát bảo mật. Với việc total value lock đã giảm đến hơn 99% từ 121 triệu đô chỉ còn khoảng 434.000 đô và bị ảnh hưởng nặng nề sau khi FTX phá sản. Đến ngày 29 tháng 11, Serum vì lo sợ đến vấn đề thanh khoản và bảo mật, sàn giao dịch một thời hàng đầu trên hệ sinh thái Solana đã tuyên bố rằng không còn hoạt động nữa. Mặc dù đã trải qua một khoảng thời gian không mấy đẹp đẽ, thế nhưng Solana vẫn không xuất hiện những dấu hiệu bị ngừng hoạt động hay bị giảm hiệu suất đột ngột. Việc vẫn hoạt động tốt kể cả khi một lượng lớn Sol bị unstake sẽ càng giúp xây dựng niềm tin vào mạng lưới sâu sắc hơn trong tương lai. NFT vẫn sẽ là một lợi thế lớn trên Solana, khi mà trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư đang dần quay lưng lại với NFT, thế nhưng volume giao dịch NFT theo Sol trong những tuần qua là tương đối khả quan. Tuy vậy, đây vẫn là lúc phải lạc quan về tương lai của Solana, khi DeFi trên Solana đã hứng chịu một đòn nặng nề khi thanh khoản bị rút dòng, và đặc biệt là những dự án có mối liên hệ chặt chẽ với FTX, Alameda như Serum. Và sẽ còn mất khá nhiều thời gian để Solana thoát khỏi những cái bóng của FTX. Và hơn thế nữa, Alameda đã đệ đơn phá sản và chưa biết rằng họ còn nắm bao nhiêu Sol, và chỉ có chắc chắn rằng họ sẽ thanh lý bất cứ thứ gì còn trong sổ sách trong quá trình tố tụng của mình. Về lâu dài, vẫn còn đó những lo ngại về mặt kỹ thuật khi họ sẽ phải chấp nhận chuyển đổi sang hướng modular blockchain thay vì cấu trúc monolithic ban đầu. Và liệu rằng các nhà phát triển và cộng đồng có còn ở lại và tồn tại với dự án trong thời gian tới hay không, đó vẫn là một câu hỏi vẫn còn bị bỏ ngỏ. Và đó là những thông tin mà chúng mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy nó hay và bổ ích, hãy tiếp thêm động lực cho chúng mình bằng cách để lại một like và một đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.